Nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa của những đồ vật xuất hiện trong lễ Thiên Chúa giúp bạn yêu thêm ngày Giáng sinh. Không khí Giáng sinh đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Những cây thông rực rỡ sắc màu, những ông già Noel, những chú tuần lộc, tất cả đều đã quá quen thuộc. Nhưng bạn có chắc là bạn đã biết tất cả về ngày lễ này chứ? Hãy cùng VGT khám phá những điều thú vị nhé! Lễ Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel hay Christmas, là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Theo phần lớn các tín hữu Kitô giáo, Chúa Giêsu được sinh tại Bethlehem, thuộc xứ Judea, ngày nay là một thành phố của Palestine, lúc bấy giờ thuộc quốc đế La Mã, khoảng giữa năm 7 trước Công nguyên và năm 2. Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12, nhưng thường được mừng tối ngày 24 tháng 12, bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 được gọi là lễ chính ngày, còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng và thường thu hút nhiều người tham dự hơn. Nhiều giáo hội chính thống giáo Đông Phương như ở Nga, Georgia vẫn sử dụng lịch Julius để định ngày này, cho nên lễ Giáng sinh của họ ứng với ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregorius. Đèn màu trang trí Giáng sinh là do Edward Johnson phát minh. Năm 1882, khi Johnson lần đầu tiên tạo ra những bóng đèn điện trang trí Giáng sinh để sử dụng nhà riêng ở New York. Dù lúc này có rất nhiều phát minh mang tính đột phá, những bóng đèn nhấp nháy nhiều màu này vẫn đủ để Johnson ghi tên mình vào danh sách dài các phát minh vĩ đại của nước Mỹ. Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa rất đặc biệt. Theo tương truyền, lúc Chúa vừa chào đời thì xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ các vùng phía đông xa xôi, nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có ba vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp phép lạ và gọi là lễ ba vua. Từ đó, ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để tìm được thành Bethlehem, nơi Chúa đã ra đời. Ba vị này thân quỳ trước mặt Chúa, dâng lên Chúa các vật phẩm trầm hương và vàng bạc châu báu. Ngôi sao trở thành biểu tượng ý nghĩa trong mùa Giáng sinh và được treo chỗ sang trọng nhất ở các giáo đường, cơ sở tôn giáo trong đêm Giáng sinh để nhớ đến sự tích trên. Do ý nghĩa ngôi sao còn tượng trưng cho phép lạ của Thượng Đế. Thiệp Giáng sinh bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ năm 1843, khi ông Henry Cole, một thương gia giàu có nước Anh nhờ John Carlos Hotley, một họa sĩ ở London thiết kế một tấm thiệp thật đẹp để tặng bạn bè. Không lâu sau, trào lưu này đã du nhập sang Đức và tới 30 năm sau, người Mỹ mới chấp nhận nó. Gậy kẹo bắt nguồn từ quốc gia nào? Vào những năm 1800, một người thợ làm bánh kẹo của Ấn Độ muốn biểu đạt ý nghĩa của lễ Giáng sinh qua những chiếc kẹo. Qua cây gậy kẹo của mình, ông thể hiện tình yêu và sự hy sinh của Đức Chúa. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng của Đức Chúa. Ba sọc nhỏ tượng trưng cho những đau đớn Đức Chúa phải chịu trước khi Ngài chết và biểu hiện ba ngôi thiêng liêng của Chúa. Sự hợp nhất của Cha, Con và Thánh Thần. Lật ngược cây kẹo, đó là chữ G, Chúa Giêsu. Mũi tuần lộc màu đỏ. Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh chiếc mũi màu đỏ của tuần lộc khi Giáng sinh đang đến, nhưng có bất kỳ giải thích cho nó. Tạp chí Y học Anh đã lấy mẫu nước nhầy từ mũi của 5 con người và 2 con tuần lộc. Tất cả những người sống ở những nơi rất lạnh, giống như Rudolph. Các kết quả nghiên cứu khoa học này đã kết luận rằng cái mũi đỏ Rudolph là một kết quả của nhiệt độ cực thấp, phải đối mặt trong khi bay trong đêm lạnh giá, cùng với sự mệt mỏi quá mức từ làm việc quá sức trong thời gian Giáng sinh. Ông già Noel. Đa số người đều biết về sự hung dữ của vị thần huyền thoại Bắc Âu Thiên Chúa Odin, nhưng không nhiều người biết rằng ông là nhân vật thần thoại có ảnh hưởng lớn nhất về truyền cảm hứng cho sự ra đời của Santa Claus. Theo Pagan huyền thoại, Odin là nhà lãnh đạo của Quyêu Hân mỗi lễ Yule, dịp tương đương của Giáng sinh cho Đức Pagan Tribes, và ông sẽ đi xe ngựa 8 chân của mình là Sleipnir. Sleipnir có thể thực hiện khoảng cách dài trong một thời gian rất ngắn, giống như xe trượt tuyết và tuần lộc của ông già Noel. Trong truyền thống đó, trẻ em sẽ để bốt của mình với cà rốt, rơm và đường, và chúng đặt gần ống khói cho ngựa bay của Odin để ăn trong khi nghỉ ngơi. Odin sau đó sẽ trở lại với lợi và khen thưởng những trẻ em cho lòng tốt của họ bằng cách để lại quà tặng, đồ chơi, bánh kẹo trong giày. Biểu tượng và ý nghĩa của vòng lá mùa vọng. Vòng lá mùa vọng là vòng tròn kết bằng cành lá xanh, thường được đặt trên bàn hay treo lên cao để mọi người trông thấy trong 4 tuần mùa vọng. Cây xanh thường được trang hoàng trong các bữa tiệc của dịp đồng chí, dấu hiệu của mùa đông sắp kết thúc. Trên vòng lá đặt 4 cây nến. Tục lệ này khởi xướng bởi các tín hữu Lutheran ở Đức vào năm 1839 với 24 cây nến, gồm 20 cây nến đỏ và 4 nến trắng.
cứ mỗi ngày gần Giáng sinh được đốt thêm một cây nến. Vòng lá có hình tròn nói lên tính cách sự sống vĩnh hằng và tình yêu thương vô tận của Thiên Chúa. Màu xanh lá nói lên hy vọng rằng Đấng cứu thế sẽ đến cứu con người. Bốn cây nến bao gồm ba cây màu tím, màu của mùa vọng. Cây thứ tư là màu hồng, là màu của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, hay còn gọi là Chúa Nhật vui mừng. Hoặc bốn cây nến đỏ, cứ mỗi tuần mùa vọng đốt một cây nến. Ngoài ra, tại phương Tây, thường có một lịch mùa vọng là một lịch đặc biệt thường được dùng để đếm hoặc kỷ niệm những ngày chờ đợi đến lễ Giáng sinh. Hang đá. Vào mùa Giáng sinh, một máng cỏ được đặt trong hang đá, có thể làm bằng gỗ, giấy, được dựng lên trong nhà hay ngoài trời với các hình tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse. Xung quanh là các thiên sứ, mục đồng cùng các gia súc như bò, lừa để kể lại sự tích Chúa ra đời trong máng cỏ. Bên trên thường có gắn một ngôi sao, biểu trưng cho ngôi sao đã dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến diện kiến Chúa Giáng sinh. Cây thông. Vào thế kỷ thứ 8, Thánh Boniface, một thầy tu người Anh, trên đường hành hương, ông tình cờ bắt gặp một nhóm những kẻ không thờ Thiên Chúa sùng bái, đang tập trung quanh một cây sồi lớn, dùng một đứa trẻ để tế thần. Để dừng buổi tế thần và cứu đứa trẻ, Boniface đã hạ gục cây sồi chỉ bằng một quả đấm. Tại nơi đó đã mọc lên một cây thông nhỏ. Vị thánh nói với những kẻ không thờ Thiên Chúa rằng, cây thông nhỏ là cây của sự sống và nó tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa cứu thế. Quà Giáng sinh trong bít tất. Những món quà biểu lộ tình yêu của mọi người với gia đình và bè bạn. Đối với một số người, những món quà Giáng sinh còn có một ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Đó là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Khi Chúa Giêsu cất tiếng khóc chào đời tại Bethlehem trong một cái máng cỏ, ba nhà thông thái hay nhà chiêm tinh, theo truyền thống cũng là ba vị vua, từ phương Đông đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình. Họ mang đến ba món quà quý giá, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng có ý nói Chúa Giêsu là vua, nhũ hương để tuyên xưng Giêsu là Thiên Chúa, và mộc dược tuyên báo cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Ba vị vua rất giàu có, nhưng những người dân nghèo hầu như chẳng có tài sản, cũng mang đến bất cứ những gì họ có để tỏ lòng thành kính với Chúa Hài Đồng. Những người chăn cừu tặng Giêsu hoa quả và những món đồ chơi nhỏ do chính họ tạo ra. Theo truyền thuyết xưa, ông già Noel thường cưỡi xe tuần lộc trên trời, đến nhà có cây thông Giáng sinh và leo qua ống khói để đem đến những món quà cho các em nhỏ đang ngủ và thường để quà trong những chiếc bít tất, vớ. Ngoài ra, ngày nay ở Việt Nam thì Giáng sinh cũng là dịp để các bạn trẻ có cơ hội gửi cho nhau những món quà, những bó hoa tươi và lời chúc tốt đẹp đến người thân và bạn bè. Chợ Giáng sinh. Chợ Giáng sinh là một chợ đường phố kiểu truyền thống được tổ chức vào dịp Giáng sinh, thường bắt đầu khoảng một tháng trước khi lễ Giáng sinh. Có nguồn gốc tại vùng đất ngày nay là nước Đức và Đông Bắc nước Pháp. Bắt đầu xuất hiện từ cuối thời kỳ Trung Cổ, khoảng thế kỷ 14. Cho đến nay, chợ Giáng sinh vẫn là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Đức, Áo và Đông Bắc Pháp trong dịp Giáng sinh, cũng như được phổ biến đến nhiều quốc gia trên thế giới.